Điều mà Duy Nguyễn tự hào á là không phải có bao nhiêu cái phòng gym, không phải một tháng kiếm bao nhiêu tiền, mà là xây dựng ra một cái thế hệ streamer tri thức như thế nào. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Anh nói cho em nghe nha, ở bên Mỹ không bằng nào dám đầu tư cái máy này. Mắc quá phải không? Đúng rồi, cái này thuộc dạng hàng quý tộc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài giật cầu dai. Bạn thấy cầu dai có gì đẹp không? Đẹp thì học đi, đừng hỏi nha. Lên, lên, up, 12 rep. Nhớ cong lưng á, cong là cong vậy nè ông bé, không phải cong nhung tôm nha. Cho về phía trước giật, cứ lưng vậy không vô nha. Cái này bố giật gì thẳng bằng gì giật gãy lưng chết luôn mà không vô. Không có thẳng lưng nha, mà em chỉ nhiều lần thẳng lưng tập bậy không à. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cố lên, 10, 11, 12, 13. Bài này cần khỉ gì đẹp, quan trọng vô thôi. Không, mà cái cầu vai của anh đẹp thiệt. Thôi thôi khỏi khen. Dày. Xin trân trọng giới thiệu hàng thiệt, hàng natural nha. Được nuôi lớn bằng súp. Đi massage mấy em khoái lắm. Yes. Đè cho nó ra bóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 nữa, 11. Cố lên, 12. Chả còn nó thì mấy cái nữa. Đã. Văn Minh, tháo tạ ra. Tháo tạ ra. Mấy đầu bò tập xong mới để vậy. Tháo ra cho người ta tập. Không có văn minh cái con khỉ gì hết trơn đó. Tập tạ chi mà mẹ dân trí như cái mền vậy. Để cho Mỹ nó cười cho. Thằng Duy Nguyễn có tiền mua máy 150 triệu, không có tiền dạy học viên. Mấy nhỏ gái vô thấy cái này nó nản luôn, nó khỏi tập luôn. Cái gì đâu không hiểu nổi. Vậy đẹp không? Văn Minh không? Lại đi. Nhưng thằng này là không văn minh nè. Thằng này cũng không văn minh nè. Ví dụ như tập xong gái người ta vô thấy cây này ta nghỉ luôn tập gì nữa. Đúng không? Mấy khốn nạn nữa đập đùi á, chắc full cây luôn. Mấy thằng mới vô nhìn nản luôn, về luôn. Mấy thằng BT nó cũng nhắc luôn. Thậm chí mẹ BT nó phá phụ nữa chứ nhắc gì. Bỏm tôi thề luôn, qua đường 2 tôi qua đột xuất. Tôi thấy thằng BT kia thập thả tạ đùng luôn. Nó sao lên đường. Mày vô mày tập thì thả đùng. Thằng đó tao nghe nó chết luôn rồi đó. Thường thường nó đi cặp mấy em. Đi cặp nó học theo cái văn hóa tư tưởng của chỗ nào á. Không biết nữa. Cái điều mà Duy Nguyễn tự hào á là không phải có bao nhiêu cái phòng gym, không phải một tháng kiếm bao nhiêu tiền, mà là xây dựng ra một cái thế hệ streamer tri thức như thế nào. Trong khi mình á, mình đi đầu, mình làm gương, dù gì tao cũng là hàng giám đốc chứ bộ, đúng không? Nhưng sao tao làm được những việc này mà tụi em á là tờ giấy trắng. Tụi em được anh Duy nâng niu từ khi mà còn là cái chân cút. Mà học hành kiểu gì ra đường người ta đánh giá chết mấy em. Anh nói thiệt lắm. Là một chiến binh thể hình, đồng thời là một giám đốc gymer,
với tinh thần máu lửa nhiệt huyết. Chân thật vui nhộn. Mắt như mắt trăng. Nặng quá rồi, nặng. Được đầu tư với kinh phí siêu khủng. Tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình. Kêu phong tập giả. Gói gọn trong Duy Nguyễn Kim Phổ tầng 5. Được ghi hình tại BBT quận 12, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Nội thất vệ sinh xịn sò, bồn tiểu 26 triệu. Zumba, yoga, belly dance. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Free thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì không biết chỉ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.